Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật 22 tháng 9 năm 2024, Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên, năm Phụng vụ B. Các thánh lễ trong tuần gồm có: thứ sáu 27 tháng 9, Thánh Vincente de Paul, linh mục lễ nhớ. Trong thánh lễ hôm nay, xin quý ông bà và anh chị em hiệp ý với cha chủ tế cầu nguyện cho những ý xin lễ sau. Xin cầu cho các linh hồn mới qua đời, linh hồn Phaolô Nguyễn Thành Kính, linh hồn Suse Phạm Quốc Thắng tại Brisbane, linh hồn Maria, các linh hồn nạn nhân tại miền Bắc Việt Nam mới qua đời do cơn bão cấp 3 Yagi gây nên. Lễ dỗ 100 ngày, linh hồn Từ Văn Phùng, lễ dỗ 1 năm, linh hồn Giuse Phạm Đình Trung, linh hồn Anna Trương Thị Thư, linh hồn Giuse Nguyễn Hữu Nghĩa, linh hồn Maria Cao Thị Lương. Các lễ dỗ và cầu hồn khác: linh hồn Maria Tưởng Thị Xanh, linh hồn Maria Đào Thị Nang, linh hồn Maria Đồng Thị Thu Thủy, linh hồn Hoàng Việt, linh hồn Nguyễn Văn Thành, linh hồn Lại Văn Đoàn, linh hồn Nguyễn Văn Đình, linh hồn Phêrô Tường, linh hồn Domenico Phạm Hảo, linh hồn Võ Văn Điệu, linh hồn Anna Nguyễn Thị Sáng, linh hồn Suse Ngô Xuân Diện, linh hồn Maria Nguyễn Thị Thanh Kim, linh hồn Maria Nguyễn Thị Thu, linh hồn Francisco Xavier Mai Văn Quý, linh hồn Maria Nguyễn Thị Thuận, linh hồn Philomena Nguyễn Thị Chín, linh hồn Anna Vũ Thị Ngoan, linh hồn Banaba Trần Ngọc Vinh, linh hồn Maria Madalena Trần Thị Kim Lan, linh hồn Maria Đặng Thị Thuận, linh hồn Phêrô Tạ Văn Vân, linh hồn Võ Văn Diệu, linh hồn Võ Văn Yên, linh hồn Võ Văn Thước, linh hồn Võ Văn Bảy, linh hồn Võ Thị Hai, linh hồn Nguyễn Văn Tho, linh hồn Nguyễn Thị Tho, linh hồn Phạm Văn Gieo, linh hồn Phạm Thị Gieo, linh hồn Nguyễn Văn Đồ, linh hồn Nguyễn Thị Đồ, linh hồn Nguyễn Thị Lắm, linh hồn Nguyễn Thị Hai, linh hồn Nguyễn Văn Ba, linh hồn Nguyễn Văn Nhàn, linh hồn Nguyễn Thị Nhàn, linh hồn Nguyễn Văn Hưởng, linh hồn Nguyễn Thị Hưởng, linh hồn Suse Lê Đình Phúc, linh hồn Maria Nguyễn Thị Huệ, linh hồn Đa Minh Nguyễn Thanh Long, linh hồn Suse Nguyễn Ngọc Hoàng, linh hồn Suse Vũ Văn Di, một linh hồn Maria, một linh hồn Andre, ba gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân nội ngoại, hai gia đình xin cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, hai gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, các ý lễ khác, hai gia đình xin ơn bình an, hai gia đình xin lễ tạ ơn, hai gia đình xin ơn như ý, hai gia đình xin ơn chữa lành, một gia đình xin ơn hoán cải, hai gia đình xin cho có công ăn việc làm, một gia đình xin cho vợ và các con có đức tin sốt sắng, xin ơn hòa bình cho thế giới, đặc biệt tại đất thánh. Trái đất này, nơi con người nóng hơn, thế gian này con đường dẫn lên trời, kiếp sống này ta xây dựng thế giới để dọn đường cho nước trời mai sau. Chúa cho ta niềm vui sống bên muôn người, Chúa cho ta cuộc sống dần lối lên trời. Có chi ngày mai sẽ tới, hãy vững tâm.
nhân Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong những bài đọc của Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên, lời Chúa cho chúng ta thấy điều quan trọng trong đời sống con người là chúng ta giữ được đức khôn ngoan trong những khi ngặt nghèo của đời sống, đặc biệt là biết tìm kiếm chiều kích ân sủng nội tâm của chúng ta một cách khiêm nhường. Ước chi mỗi người chúng ta hãy cùng cầu nguyện để Chúa Thánh Thần tuôn đổ xuống trong tâm hồn mỗi người chúng ta ơn khiêm nhường như Đức Giêsu Kitô, đấng là Thiên Chúa và là Con Thiên Chúa, đã hạ mình xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta hãy cùng thinh lặng đôi chút để xin Chúa hoán cải tâm hồn chúng ta. Lạy Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chung tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã thu gọn toàn thể lệ luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người,
xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách khôn ngoan. Phường vô đạo lên tiếng nói: ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lệ luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Ta hãy coi những lời nó nói có thật không và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa làm sao và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng hát. Bài chích thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình là cuộc đời công chính.
bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em. Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Và ai đón tiếp Thầy thì không phải là đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu trong bài đọc 1 chúng ta được nghe về đức khôn ngoan và sự thử thách đối với người có đức khôn ngoan bởi phường vô đạo, cũng giống như lửa thử vàng, sẽ làm lộ ra hoa trái của đức khôn ngoan ở trong lòng người công chính, thì trong bài đọc 2 chúng ta được nghe rõ ràng những hoa trái ấy mà Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã nhắc với chúng ta, đó chính là thanh khiết, hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm, trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình. Và nếu chúng ta để ý kỹ một chút xíu, thì ở trong bài tin mừng mà chúng ta vừa lắng nghe, có một điều mà các tông đồ đã làm dường như chính là sự khởi đầu cho những hoa trái đó. Còn đố quý ông bà, anh chị em ở đây biết là các tông đồ ở trong bài tin mừng làm gì được? Đã làm cái gì trong bài tin mừng? Đã làm cái gì?
Khi mà Chúa hỏi các ông đó, dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy, thì các ông làm được cái gì? Các ông làm gì? Các ông làm thinh. Các ông làm thinh. Cái từ này rất là hay. Các ông làm thinh. Thế thì chúng ta tự hỏi mỗi người chúng ta, và đặc biệt khi chúng ta đọc tin mừng Thánh Marco đó, thì từ đầu tin mừng cho đến cuối tin mừng luôn, cứ mỗi lần Chúa Giêsu muốn loan báo về mầu nhiệm thập giá, tức là cái chết và sự phục sinh của Ngài, đặc biệt là cái chết, thì các tông đồ không hề hiểu và thất bại trong việc hiểu và nắm bắt lấy cái mầu nhiệm thập giá của Thầy mình để đi theo. Ngay ở đầu bài tin mừng này chúng ta cũng nghe thấy này, khi Đức Giêsu dạy các môn đệ, các tông đồ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau bị giết chết người sẽ sống lại, thì các ông không hiểu lời đó và các ông sợ không dám hỏi lại người. Các ông không hiểu, các ông biết nhưng không hiểu, nhưng các ông cũng không dám hỏi lại người. Rồi đến khi vì không hiểu được mầu nhiệm thập giá, cho nên dọc đường đi về thành Ca-phác-na-um, về nhà đó, thì các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nước trời. Nhưng ngay khi Đức Giêsu hỏi, dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy, thì phản ứng đầu tiên của các môn đệ đó chính là làm thinh. Làm thinh. Làm thinh ở đây theo con là sự thành công lớn nhất của các môn đệ, các tông đồ trong tin mừng Thánh Marco. Dù rằng nhiều chỗ và nhiều lúc Đức Giêsu nói với các ông rằng các ông không có một chút nào đức tin, các ông chẳng có tin cái gì hết, nhưng ít nhất các tông đồ và các môn đệ đã dám làm thinh trước huyền nhiệm của Thiên Chúa, mặc dù mình không hiểu được. Chúng ta cùng đi vào để khám phá một chút cái hoa trái đời thường của việc làm thinh, để rồi chúng ta sẽ thấy làm thinh nó đã bắt đầu cho hoa trái của Thánh Thần. Con nói những cái câu này xem thử là quý bạn chị em có thấy nó đúng không nha. Làm thinh đúng lúc có thể cứu lấy một sai lầm chí mạng của một người đã lỡ lời trước đó. Làm thinh đúng lúc có thể cứu lấy danh dự của một con người. Làm thinh đúng lúc có thể cứu lấy sự kính trọng của người con với người cha hoặc người mẹ. Làm thinh đúng lúc có thể cứu lấy một mối tình thơ mộng, đẹp ngời. Làm thinh đúng lúc có thể giúp cho người chồng hoặc người vợ tránh được một cơn tam bành có nguy cơ khiến cho gia đình mình tan bành. Làm thinh đúng lúc giúp con người ta nhận ra đường mình đi là sai và sẵn sàng sửa đổi. Làm thinh đúng lúc giúp con người ta nhận ra chính mình và để chính nội tâm của mình lên tiếng. Làm thinh đúng lúc giúp con người ta đi vào chiều sâu của bản ngã. Làm thinh đúng lúc đưa con người ta vào hồi tâm suy tư và hướng thiện. Có phải nếu chúng ta biết rất là nhiều đi, chúng ta học rất là nhiều, chúng ta có bằng cấp đi, nhưng trong một cuộc nói chuyện với những người không cùng bằng cấp, không cùng lĩnh vực với chúng ta, thì có phải làm thinh đúng lúc sẽ tránh cho chúng ta những cái chuyện đôi co, những cái chuyện giải thích mất thì giờ với những người không hiểu hay không? Làm thinh đúng lúc, kính thưa quý ông bà anh chị em, trong những khi, trong những việc mà mình không biết, thì mình sẽ được người khác gọi là ham học hỏi. Còn nếu như người hiểu biết sâu rộng, người khôn ngoan mà biết làm thinh đúng lúc, thì sẽ được khen là biết khiêm nhường và hạ mình. Người biết làm thinh đúng lúc trong cơn nóng giận thì sẽ được gọi là hiền lành. Người biết làm thinh đúng lúc thì có thể làm chủ được cảm xúc của mình. Vì thế
cái việc các tông đồ, các môn đệ ở trong tin mừng Thánh Marco làm thinh đúng lúc trước câu hỏi chất vấn của Chúa, để giúp các ông nhận ra được các ông đã sai trong cuộc trao đổi ở trên đường đi của mình. Để rồi các ông sẵn sàng đón nhận một mầu nhiệm mà Thiên Chúa bày tỏ cho các ông. Đó chính là mầu nhiệm nước trời cho người rốt hết, cho người khiêm hạ nhất. Khi các ông làm thinh như vậy, các ông chuẩn bị lòng mình, biết mình sai cho nên bắt đầu quay đầu. Và nhờ việc làm thinh đó, Chúa Thánh Thần tác động lòng các ông để đón nhận một mầu nhiệm mà Đức Giêsu Kitô bắt đầu bày tỏ trong các ông. Khi Đức Giêsu nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Đức Giêsu muốn nói đến mầu nhiệm nước Thiên Chúa khi thấm nhập vào tâm hồn chúng ta, thì chúng ta không cần phải nhìn ra để so sánh mình với người khác và đi tìm kiếm sự trỗi vượt của mình trong xã hội với người khác, nhưng can đảm nhận ra để thấy được rằng mình thành công khi chỉ cần mình là một bản ngã tốt hơn ngày hôm qua mà thôi. Và khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta đi sâu hơn đến cái mầu nhiệm nước trời mà Đức Giêsu Kitô dạy chúng ta. Mầu nhiệm nước trời là mầu nhiệm mà mỗi người Kitô hữu chúng ta nhận ra nơi người khác và chính mình được dựng nên bởi hình ảnh giống như Thiên Chúa và được mời gọi để ngày càng trở nên giống Thiên Chúa hơn, là con Thiên Chúa. Và vì thế, khi chúng ta đặt chúng ta vào tương quan với người khác, chúng ta cần phải đi qua mầu nhiệm thập giá để chết đi cho cái bản ngã ích kỷ của mình, cái bản ngã so sánh của mình, cái bản ngã muốn trỗi vượt hơn người khác của mình, để nhận ra mình chỉ cần là mình trong khiêm hạ. Và để cho hình ảnh Thiên Chúa được tạo dựng trong lòng chúng ta được trở nên rõ nét hơn trong khi chúng ta đến và tương giao, giao tiếp với người khác. Và nhờ đó hình ảnh Thiên Chúa ở trong họ cũng được gợi lên và được làm sắc nét bởi cuộc gặp gỡ của chúng ta với họ. Và nhờ đó, trong danh Đức Giêsu Kitô, hình ảnh của Thiên Chúa trong cả chúng ta và cả người khác được hiện diện một cách rõ ràng trong mỗi mối tương giao và cuộc gặp gỡ. Như thế thì khi chúng ta muốn làm đầu ở trong nước trời, nghĩa là muốn phục vụ, thì chúng ta phải nhìn xuyên qua được những giới hạn của địa vị này, của tiền bạc này, của vẻ ngoài này, của danh vọng này, của tài năng này, của đức độ này, tức là danh thơm tiếng tốt và những cử chỉ trước đó tốt đẹp của cái người đó trong quá khứ đó. Rồi kể cả những cái xấu của người đó luôn. Khi đã nói về đức độ, nghĩa là người đó có xấu xa như thế nào trong quá khứ tôi không cần biết, nhưng khi tôi gặp họ thì tôi nhìn thấy giá trị nhân vị cao vời của họ, bất chấp họ tốt hay xấu. Họ là hình ảnh của Thiên Chúa. Và như thế người lãnh đạo là người dám can đảm nhìn sâu vào trong người khác và nhìn sâu vào trong tất cả mọi người được trao phó cho mình hình ảnh của Thiên Chúa ở đấy. Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó nếu chúng ta can đảm đi qua mầu nhiệm cái chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, tức là mầu nhiệm thập giá, để chúng ta chết đi cho cái nhìn của con người chúng ta, để rồi nhìn thấy chỉ mỗi Thiên Chúa và hình ảnh Thiên Chúa ở trong người khác mà thôi. Nhưng tất cả những cái điều lớn lao như thế, giúp cho các tông đồ nhận ra được như thế, khởi đầu đi như con đã nói lúc nãy, bắt đầu từ việc làm thinh. Vì thế, trong những lúc chúng ta nóng giận, trong những lúc chúng ta không làm chủ được chính mình, trong những lúc chúng ta chưa hiểu được mầu nhiệm, huyền nhiệm con người trong mầu nhiệm nước trời, thì chúng ta hãy làm thinh. Có những cái chúng ta biết nhưng chúng ta chưa hiểu, hãy làm thinh để Thánh Thần làm việc trong tâm hồn chúng ta. Và chính Đức Giêsu Kitô
sẽ đến ngự trong tâm hồn chúng ta và sẽ nói cho chúng ta biết rằng mầu nhiệm nước Thiên Chúa chính là phục vụ mọi người và trở nên rốt hết trong tinh thần hy sinh phục vụ. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, Người chịu đóng hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô xuống trần gian không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ cho đến chết và chết trên thập giá. Với lòng trông cậy Chúa và quyết tâm noi gương Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh trong thế gian trở nên dấu chỉ của sự công chính và hòa bình, nên tôi tớ phục vụ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai bị bắt hại vì là môn đệ Chúa Kitô, vì là những chứng nhân cho sự thật và công bằng, được luôn can đảm, kiên trung và hiền hòa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa. Vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối và bọn người hung hãn tìm sát hại con, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang đau khổ trong thân xác và tâm hồn, những nạn nhân của lòng kiêu ngạo và bất bao dung,
cảm nhận được niềm vui cứu độ từ thập giá của Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình và mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết ưu tiên tìm kiếm và thực thi những điều đẹp ý Chúa, hầu luôn được người che chở và chúc lành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin vui nhận những ước nguyện chúng con thành khẩn dâng lên Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn tin tưởng và kiên trung trong cơn thử thách, với niềm hy vọng đạt được phúc hạnh phúc Chúa đã hứa ban trong niềm vui phục vụ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhậm hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dân, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao ca mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Người đã thực hiện công trình kỳ diệu này, là kêu gọi chúng con bỏ đàn tội lỗi, thoát ách sự chết tới ánh vinh quang. Nhờ đó giờ đây chúng con được gọi là dòng dõi tuyển chọn, hàng tư tê vương gia, chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để chúng con loan truyền khắp nơi quyền năng Chúa là Đấng đã kêu gọi chúng con từ chốn tối tăm tới nơi sáng lan diệu kỳ của Chúa. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, thánh, thánh.
Lạy Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng vì vậy. Lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Uy vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Ông bà anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chính Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể. Xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Trọn đời, ai muốn theo ta,
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hướng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho ông bà anh chị em. Amen. Lễ đã xong, chúc ông bà anh chị em đi bình an. Con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bao lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thánh trái tim Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là ban thánh sạch Đức Bà Maria, trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình thánh lễ này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai không thể đến tham dự thánh lễ vào các ngày Chủ nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong những lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.